Nhiều anh trai hỏi về giá của các dòng như là Exeter nè. Thì hôm nay Dị sẽ báo giá luôn cái dòng Exeter phía bên cửa hàng 1 của mọi người. Sau đó phòng hồi Dị sẽ kết hợp với video cửa hàng 3 cho mọi người xem nha. Đầu tiên là em này là Exeter màu đỏ nhám nha. Con này đời 2021 và giá bên cửa hàng là 38 triệu đồng. Kế bên đây là một chiếc là em Bikini nha, màu đỏ đen nha mọi người. Con này màu cực kỳ đẹp luôn. Thì thường mấy cái mẫu này về là sẽ khách rất là thích luôn. Để Dị xem thử đo con này nha. Con này hiệu đo là 9.195 km và chiếc này đang có chương trình giảm giá là 38 triệu, giảm còn 37 triệu đồng nha mọi người. Ở đây là một chiếc Exeter 155 phân khối nè, màu độ nha, độ màu nè và độ luôn phần bô nha mọi người. Con này đang có giá là 38 triệu nha. Còn chiếc này là Exeter màu 155 phân khối, màu trắng đỏ đen, con này là phá cơ nha. Giá bên cửa hàng là 37 triệu, đời 2021 luôn. Rồi, em Bikini. Em Bikini đời 2020. Giá bên cửa hàng là 38 triệu 500 và giảm giá là còn 37 triệu đồng. Rồi, em Bikini đời 2019. Giá bên cửa hàng là 38 triệu 500, giảm còn 37 triệu. Và đây là Exeter ha. Thì Exeter 150 phân khối. Bên cửa hàng chỉ có giá là tầm là 31 triệu thôi. Còn dòng Exeter mà đời 2018, 2017 á thì giá bên cửa hàng á là từ 35 triệu là mọi người đã có xe rồi.